quay trở lại với kênh Vì Sao. Mỗi ngày sẽ có hàng triệu video được đăng tải trên Internet mà có thể bạn chưa có thời gian xem hết. Vậy mời các bạn cùng kênh Vì Sao cập nhật những video vừa lạ vừa hài hước nhất tuần qua được chúng tôi tổng hợp lại nhé. Bạn nào là fan cuồng của Coca-Cola có biết phiên bản đặc biệt này không? Nó đặc biệt không phải là do thay đổi mùi vị mà là bởi nhãn mác của sản phẩm. Từ một chai Coca-Cola bình thường có thể biến hình thành một chai Coca có gắn chiếc nơ cực kỳ xinh xắn chỉ bằng một vài thao tác rất đơn giản. Đặc biệt hơn là nó chỉ được sản xuất ở Nhật vào dịp Giáng sinh. Người Nhật quả là nhiều ý tưởng và sáng tạo phải không các bạn? Chai này thực sự có một kỹ năng đi núi cực kỳ ấn tượng với khả năng di chuyển từ đỉnh núi đá xuống mà không cần sử dụng dây bảo hộ. Nhìn các anh ấy chạy xuống trông không khác gì đi trên đường bằng phẳng. Đó thực sự là một kỹ năng phi thường. Để đi được trên nền đá đầy nhấp nhô với độ dốc lớn như vậy, anh ấy phải tập trung rất cao mới có thể giữ được thăng bằng trong lúc chạy. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì nguy hiểm sẽ ập đến ngay. Quả là một kỹ năng đặc biệt và đáng kinh ngạc phải không các bạn? Không hiểu sao cô gái ấy có thể chạy trong mê cung công nghệ này mà không bị đâm vào tường nhỉ? Có bạn nào biết trò chơi này là gì thì bình luận ngay bên dưới cho tôi biết với nhé! Ở Việt Nam thì cống là nơi hôi thối và bẩn nhất, nhưng nếu bạn đến Nhật thì chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên vì độ sạch sẽ khủng khiếp của họ. Đây là cống thoát nước của Nhật mà tôi tưởng đâu là nơi nuôi cá koi các bạn ạ. Nước trong và sạch đến mức cá sống cả trong cống. Bạn có biết vì sao người Nhật thả cá trong cống nước không? Và đây có phải là lý do khiến cống nước sạch như vậy không? Người Nhật thực sự là có rất nhiều phát minh đỉnh của chóp. Cái này tôi tưởng như là hộp bánh hay là tăm bông ngoáy tai, nhưng nó lại là những tép son môi các bạn ạ. Bạn chỉ cần bẻ một đầu để không khí lọt vào khiến son chảy xuống đầu kia, và thế là bạn có thể dùng nó để đánh một lần, vừa sạch vừa tiện phải không các bạn? Ở Nhật có những lúc trời rất lạnh, lạnh đến nỗi bạn chưa kịp ăn xong bát súp thì nó đã nguội tanh rồi. Súp mà nguội thì ăn không còn ngon nữa, nên người Nhật đã phát minh ra quả trứng thép thân thánh này. Nó được làm nóng bằng một công nghệ đặc biệt, và khi bạn yêu cầu thì nhân viên sẽ thả nó vào bát súp. Lúc đó bạn chỉ cần ngồi đợi một chút thôi là sẽ có món súp nóng hổi vừa ăn vừa thổi luôn rồi. Bạn đã từng trải nghiệm cách làm nóng này chưa? Khi mở hộp sữa chua, bạn có hay phải lấy thìa gạt lớp sữa chua dính lên nắp hộp để ăn cho đỡ phí không? Nhưng bạn sẽ không cần phải làm điều này nữa nếu bạn sử dụng sữa chua của Nhật. Họ có một công nghệ chống dính cực kỳ siêu đẳng giúp cho sữa chua không hề bị dính vào nắp hộp. Dù bạn có cố tình đổ lên nắp thì sữa chua cũng tự động chảy xuống. Quả là tiện lợi phải không các bạn? Đây là một quán cà phê vô cùng đặc biệt. Bạn có thể mang bất kỳ hình ảnh nào mà mình thích đưa cho nhân viên pha cà phê. Họ sẽ làm cho bạn một tách cà phê cực ngon và còn vẽ hình bạn thích trên đó nữa. Đẹp thế này thì sao nỡ uống phải không các bạn? Có bạn nào đã từng đến quán này rồi thì bật mí cho mọi người cùng biết địa chỉ và giá rổ với nhé! Đây là bồn rửa tay mới được người Nhật phát minh. Nó đặc biệt ở chỗ là có nơi để bạn để điện thoại. Bạn chỉ cần thả chiếc điện thoại vào khe này và nó sẽ tự động đóng nắp lại để bạn yên tâm rửa tay mà không sợ bị nước bắn vào. Sau khi bạn rửa xong thì nó cũng sẽ tự động mở nắp và trả lại điện thoại cho bạn. Tôi tự hỏi tại sao phải phát minh ra cái này? Vì bạn hoàn toàn có thể nhét điện thoại vào túi. Còn nếu giả sử bồn này mà trục trặc thì không biết bao giờ nó mới nhả điện thoại ra cho mình. Bạn nghĩ sao về phát minh này? Đã phát minh ra một phương tiện cực độc lạ với bốn bánh được làm bằng ni lông siêu dai và cách di chuyển của nó cũng rất đặc biệt. Bốn bánh được thổi đầy khí vào và khí này đủ mạnh để nâng chiếc xe cách mặt đất khoảng 5 cm, đủ để di chuyển. Bạn thấy sao về phát minh này? Đây là cách người Nhật làm các món ăn giả để trưng bày. Nguyên liệu chính để làm ra chúng chính là sáp ấm và màu cộng với bàn tay khéo léo của nghệ nhân nữa. Bạn đang xem cách họ làm xà lách, mặc dù là giả nhưng thực sự rất giống thật, thật đến mức cắt ra được luôn các bạn ạ. Còn đây là cách họ làm tôm tẩm bột, quả là đỉnh cao phải không các bạn? Tại một bãi đỗ xe ở chung cư nước Nga, sau khi đi làm về, anh này phát hiện ra một chiếc xe màu trắng đỗ lệch sang chỗ để xe của mình thì máu giận nổi lên, liền xử lý theo cách rất chi là đậm chất người Nga. Bạn thấy sao về cách xử lý này?
Hai anh chàng này thực sự là đội hình hoàn hảo trong một dự án xây dựng. Như bạn có thể thấy, anh xếp gạch có một kỹ năng siêu phàm khi xếp gạch rất nhanh nhưng lại không có khả năng cõng gạch. Còn anh cõng gạch thì lại rất khỏe khi có thể cõng được gần 60 viên cùng lúc nhưng lại không biết xếp gạch. Khi họ hợp tác với nhau đã tạo nên một cặp đôi cực kỳ ăn ý. Và với hiệu suất như này thì việc xây nhà chắc chắn sẽ xong sớm hơn, phải không các bạn? Bộ tóc này quả là táo bạo và sáng tạo. Nếu cô gái đi ra đường với bộ tóc như vậy, chắc chắn dân tình sẽ phản ứng vô cùng thích thú và ngạc nhiên cho mà xem. Nếu bạn thích sự độc đáo và cá tính thì đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Chắc chắn nó sẽ là một bộ tóc gây ấn tượng cực mạnh và thu hút mọi ánh nhìn. Bạn có muốn tạo kiểu như này để đi chơi Tết không? Anh chàng này có cách gỡ ghế nhanh đến chóng mặt. Chắc có lẽ anh ấy đã làm công việc này rất lâu rồi mới đạt được trình độ thượng thừa như vậy. Có bạn nào làm nhanh được như vậy thì bình luận cho tôi biết với nhé. Đây là cách bạn có thể lấy được bằng lái xe tăng ở Nga. Theo đó, bạn phải phóng với tốc độ kinh hoàng nhưng phải phanh đúng lúc, nếu không cả đám người này sẽ đi tong. Bạn thấy sao về cách thi bằng lái này? Chiếc xe này đã được độ một thứ cực kỳ đặc biệt mà tôi đảm bảo chưa ai trên thế giới làm điều này. Bạn hãy thử xem nó là gì mà lại độc đáo đến vậy nhé! Quả thật, với sự chịu chơi như này thì chỉ có thể là mafia Nga thôi các bạn ạ. Bạn có biết họ đỗ xe như này để làm gì không? Đây là cách rào chắn hoạt động ở Nga khi tàu tới. Theo đó, đèn xanh thì sẽ đóng rào không cho đi, còn đèn báo nhảy sang màu vàng thì tất cả rào chắn ở dưới đất và rào chắn ngang cũng được mở ra. Nếu là nước khác đến mà không biết thì có khi bị tàu đâm cho nát xe rồi. Bạn thấy sao về điều này? Người đàn ông này không biết có thế lực gì mà khiến đám sư tử này sợ đến vậy. Khi hai con sư tử đang cắn nhau thì ông cầm cái dép ra dọa và đánh cho con sư tử một cái để cảnh cáo không được làm như vậy. Ấy thế mà lũ sư tử cũng nghe lời mới lạ chứ. Bạn có biết vì sao chúng sợ ông ấy không? Khi chơi bóng rổ mà có đối thủ đang bám rất sát thì bạn có biết cách nào để đánh lạc hướng đối thủ hiệu quả nhất không? Nếu không thì hãy thử làm theo cách của anh chàng này, đảm bảo bạn sẽ có cơ hội ném bóng vào rổ thành công trong sự tẽn tò không hiểu chuyện gì đang xảy ra của đối thủ. Anh chàng này quả là một nhà ảo thuật kỳ dị. Bạn sẽ thấy anh ấy phun nước từ trong mồm ra để làm ướt khăn có thấm dầu gội để tạo ra bọt, rồi xoa lên mặt và đầu của mình trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Cảnh tượng này khiến cho già trẻ lớn bé mắt tròn mắt dẹt hết cả. Sau khi hoàn tất, anh ấy lại phun nước để làm sạch bọt. Quả thực tôi không biết vì sao mình anh ấy có thể phun ra nhiều nước được như vậy. Bạn có ý tưởng nào về việc này không? Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.